kính chào quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Nóng hôm nay của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Chương trình hôm nay, ngày 31 tháng 7 năm 2024, sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Giám đốc trung tâm đăng kiểm khai áp lực nên phải nhận hối lộ. Áp dụng chữ ký số trong giao dịch ngân hàng điện tử cần thời điểm chín mùi. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục phiên xét xử 254 bị cáo trong đại án đăng kiểm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng. Tính đến hiện tại, hội đồng xét xử đã tiến hành xét hỏi được một nửa số bị cáo trong vụ án. Các bị cáo là ban giám đốc, đăng kiểm viên thuộc các trung tâm đăng kiểm khối B trực thuộc Cục Đăng kiểm và những bị cáo là các công ty cải tạo xe cơ giới đã xét hỏi xong. Đáng chú ý, trước đó khi bị thẩm vấn, bị cáo Ngô Ngọc Sơn, giám đốc trung tâm đăng kiểm 5007V thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết nguyên nhân là do áp lực về thu chi, kinh phí hoạt động của trung tâm cũng như có tiền gửi cho lãnh đạo Cục Đăng kiểm. Từ đó, bị cáo Sơn đã bàn với các phó giám đốc trưởng quyền về việc nhận tiền bỏ qua lỗi, kiểm định đạt cho các phương tiện đăng kiểm. Ngoài ra, cáo trạng xác định số tiền nhận hối lộ đối với hoạt động đăng kiểm định kỳ và nghiệm thu xe cơ giới cải tạo tại trung tâm 5008D là 271 triệu đồng. Đối với trung tâm đăng kiểm 5010D, cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền nhận hối lộ từ các chủ phương tiện đến đăng kiểm trong thời gian từ tháng 10 năm 2017 đến ngày 5 tháng 12 năm 2022 là 18,1 tỷ đồng. Nguồn tin của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang điều tra vụ cháy xảy ra ở cây xăng Mã Vòng, phường Phương Sài. Trước đó, một người đàn ông chạy xe máy biển số tỉnh Khánh Hòa vào cây xăng Mã Vòng thuộc công ty xăng dầu Phú Khánh, trên tay cầm theo một can loại 5 lít. Ngay khi vào gần một trụ xăng, người này xuống xe bất ngờ mở nút can rồi đổ chất lỏng bên trong ra sàn và trụ xăng, rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng phát, khói đen bốc ngùn ngụt khiến những người đang đổ xăng chạy tán loạn. Châm lửa đốt xong, người đàn ông bỏ trốn khỏi hiện trường. Đại diện cây xăng cho biết, ngay khi phát hiện cháy, nhân viên nhanh chóng dập lửa. Nghi phạm đốt cây xăng đã bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó. Cảnh sát đang tiến hành test ma túy, đồng thời lấy lời khai để phục vụ điều tra. Danh tính nghi phạm chưa được công bố. Liên quan đến vụ người phụ nữ đầu độc chồng và hai cháu ruột bằng cyanua, trong buổi họp báo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Đồng Nai, Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về vụ việc. Đến nay, bị can Nguyễn Thị Hồng Bích, 38 tuổi, thừa nhận hành vi đầu độc bằng cyanua khiến chồng và hai cháu ruột, 7 tuổi và 12 tuổi, tử vong. Riêng nạn nhân thứ tư cũng là cháu ruột được cấp cứu kịp thời, hiện sức khỏe đã ổn định, xuất viện. Xác định tính chất nghiêm trọng giết nhiều người với động cơ đê hèn, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt bị can Bích về hành vi giết người. Công an vẫn đang tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý nghiêm. Cổng thông tin điện tử chính phủ vừa tổ chức tọa đàm để thị trường xăng dầu phát triển ổn định, minh bạch và hiệu quả. Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính Phạm Văn Bình cho hay, khi mổ xẻ các yếu tố cấu thành giá xăng dầu trong nước, thì thấy giá xăng dầu thế giới hiện nay chiếm khoảng 65-77%, tùy theo mặt hàng xăng dầu, thuế chiếm khoảng 12-29%. Chi phí định mức dao động từ 7,5%-11% trong cơ cấu giá xăng dầu trong nước hiện nay. Chi phí kinh doanh định mức được xác định trên cơ sở báo cáo kiểm toán kinh doanh xăng dầu, cũng như các báo cáo thống kê chi phí thực tế tại doanh nghiệp. Ngoài ra, một số yếu tố như lợi nhuận, hoạt động trích chi quỹ cũng ảnh hưởng tới giá xăng dầu. Với diễn biến đó, yếu tố tác động lớn nhất là giá xăng dầu thế giới, vì nó chiếm trong công thức tính giá cơ sở khoảng 65-70%. Vì vậy, diễn biến giá xăng dầu trong 7 tháng vừa qua cũng có những biến động liên tục, nhưng tổng kết lại mặt bằng giá không có nhiều biến động so với đầu năm 2024. Theo phân tích của các chuyên gia, giá vàng thế giới trong phiên gần nhất chịu tác động bởi nhiều yếu tố. Có những báo cáo cho thấy nhu cầu vàng trang sức tại châu Á giảm đáng kể do giá bán lẻ ở ngưỡng cao. Ngoài ra, nhiều người tiêu dùng châu Á cũng lo lắng về triển vọng tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Những số liệu kinh tế quan trọng nhất trong tuần này bao gồm cuộc họp của Ủy ban Chính sách Tiền tệ thuộc Fed FOMC, báo cáo việc làm Mỹ công bố vào ngày thứ Sáu 2 tháng 8. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng cần quan tâm đến quyết định về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh BOE vào ngày thứ Năm 1 tháng 8. Kết quả cuộc họp bàn chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật kết thúc vào ngày thứ Tư 31 tháng 7.
Ngân hàng Trung ương Nhật dự kiến sẽ nâng lãi suất cơ bản đồng yên ngay trong tuần này. Trong phiên gần nhất, chỉ số đồng đô la Mỹ tăng lên ngưỡng cao nhất trong hơn 2 tuần. Trong cuộc khảo sát ý kiến chuyên gia vào tuần này của Kitco News, các nhà đầu tư dường như lạc quan hơn so với cùng thời điểm tuần trước. 66% các nhà đầu tư tin rằng giá vàng thế giới sẽ tăng, trong khi đó ước tính khoảng 19% dự báo giá vàng thế giới giảm và còn 15% nhà đầu tư dự báo giá vàng thế giới sẽ biến động trong biên độ hẹp. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng, hấp dẫn, hãy gửi về chúng tôi theo địa chỉ email nongkhomnay@phapluattp.vn. Những thông tin có hình ảnh và video chất lượng sẽ được phát trên chương trình Nóng Hôm Nay và nhận được nhuận bút hấp dẫn từ chương trình. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với chuyên mục nhận định. Dự báo trời sẽ càng nóng, thì không độ càng thưởng nóng. Xé nhãn, quay số nè. Trúng tổng tiền mặt tới 1 tỷ 8. Thưa quý vị, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam VNBA vừa có công văn gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, đơn vị chủ trì soạn thảo, góp ý dự thảo nghị định quy định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy. Trong công văn gửi, Hiệp hội vẫn giữ quan điểm cho rằng nếu theo quy định của dự thảo nghị định thì các loại nghiệp vụ chính của tổ chức tín dụng như nhận tiền tiết kiệm, nhận tiền gửi, cấp tín dụng, mua bán ngoại tệ đều yêu cầu có chữ ký điện tử khi giao kết giao dịch. Điều này sẽ phát sinh chi phí rất lớn cho người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn. Liệu có cần thiết áp dụng chữ ký số với các giao dịch ngân hàng điện tử hiện nay để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số hay không? Chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với ông Ngô Tấn Vũ Khanh, giám đốc chương trình cao học IDT, trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh để lắng nghe ông phân tích rõ hơn về vấn đề này. Thưa ông, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam mới đây tiếp tục có công văn góp ý dự thảo nghị định quy định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy do Bộ Thông tin và Truyền thông soạn thảo. Theo đó thì góp ý có chia sẻ là không nên áp dụng chữ ký điện tử trong giao dịch ngân hàng hiện nay vì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của các tổ chức tín dụng cũng như là làm tăng chi phí cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch điện tử với các tổ chức tín dụng. Ông có suy nghĩ thế nào về vấn đề này ạ? Cái tiêu chí chữ ký số là một trong những tiêu chí khá là cứng và khá là quan trọng để mà thúc đẩy cái quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp. Vậy thì mình nói về cái lý do cũng như là mình nói về cái đề xuất của Bộ Truyền thông á, thì nhìn ở khía cạnh chuyển đổi số, nhìn ở khía cạnh thuận tiện, thuận lợi và làm cho đời sống văn minh hơn á, thì mình thấy đó là có, mình thấy đó là gọi là xứng đáng để mà đề xuất. Thêm vào đó thì cái tệ nạn, cái vấn đề rất là quan trọng trong những giai đoạn gần đây á, là cái lừa đảo rồi giao dịch tài chính bất hợp pháp, rồi lừa đảo, rồi có những cái liên quan tới những cái hình thức giao dịch đen chẳng hạn vậy. Thì mình nghĩ rằng là cái vấn đề mà sử dụng chữ ký số để mà tránh lừa đảo, tránh cái giao dịch không có hợp pháp thì cũng góp phần nào đó để làm hạn chế điều đó. Vậy nên cái dự thảo này thì mình nghĩ rằng là đứng với khía cạnh kỹ thuật cũng như đứng với khía cạnh là tại sao sử dụng á, thì mình nghĩ rằng là có lý do để mà đề xuất cái dự thảo này. Ông có suy nghĩ thế nào về ý kiến phản đối của Hiệp hội Ngân hàng khi cho rằng việc áp dụng chữ ký số vào giao dịch ngân hàng thời điểm này sẽ tạo gánh nặng tài chính lên doanh nghiệp và người dân trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn ạ? Ý thứ nhất là cái thời điểm không phải là thời điểm quá tuyệt vời để mà triển khai, là vì ngân hàng, bản chất ngân hàng người ta cũng đang có rất là nhiều cái đề án, dự án và những cái thứ mà người ta đang làm để mà tăng cường trải nghiệm người dùng, để mà tăng cường xác thực, để mà tăng cường cái minh bạch cũng như là cái giảm thiểu cái lừa đảo trực tuyến. Thứ hai là mình thấy rõ ràng là cái chi phí rất là cao nếu mà mình áp dụng cho ngành ngân hàng ở trên 10 triệu người dùng, nếu mình nhớ không lầm, và các loại hình tài chính khác nữa ngoài ngân hàng ra, tại vì đây có khả năng là sẽ áp dụng cho tất cả các loại hình tài chính luôn, đúng không? Chứ dễ gì chỉ có ngân hàng không? Đấy, đó là hai cái. Cái thứ ba là cái sự sẵn sàng của người dùng
liệu chăng họ đã sẵn sàng để cho sử dụng chữ ký số. Mặc dù mình biết rằng là cái lý do mà Bộ Thông tin Truyền thông đưa ra thì theo tôi thì tôi chấp nhận hoàn toàn thôi. Tại vì tôi là một trong những người theo đuổi cái thanh toán không tiền mặt, tôi là người theo đuổi cái sự chuyển đổi số và dịch chuyển số của đất nước Việt Nam. Rất là hoan nghênh Bộ Thông tin Truyền thông có những đề xuất theo mình là đột phá đấy, và dám nghĩ dám làm để mà thực hiện cái bước nhảy này. Và nếu mà làm được bước nhảy này thì rõ ràng là rất là tốt thôi. Tuy nhiên thì ba lý do đó, chưa kể một lý do có tính chủ quan trong đó nữa. Theo tôi thì nếu mà chúng ta nói rằng là chữ ký số mà nó làm thực sự giảm cái lừa đảo trực tuyến xuống, hay là làm giảm những cái giao dịch tài chính mà nghi ngờ xuống, thì cái hiệu quả nó bản chất là không cao bằng các giải pháp khác. Thực sự mà nói như vậy, thực sự mà nói như vậy là vì nếu mà so sánh các giải pháp với nhau á, thì rõ ràng là chúng ta thấy cái nó là một cách, nó là phương pháp, nó là phương án, nhưng mà nó không phải là một cái phương án tốt nhất nếu chúng ta tập trung vào cái việc ok chống lừa đảo tài chính hay là chống giao dịch tài chính bất hợp pháp bằng phương pháp chữ ký số. Thì nó đúng là như vậy, nhưng mà nó cũng không phải là cái phương pháp tối ưu nhất. Xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục nhận định cũng đã hết. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục ý kiến bạn đọc. Kính thưa quý vị, Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh luôn là người bạn đồng hành cùng quý bạn đọc, hỗ trợ và tư vấn giúp bạn đọc giải quyết nhiều vấn đề trong đời sống. Mỗi ngày chúng tôi đều nhận được rất nhiều thông tin phản ánh của quý bạn đọc. Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc ngày hôm nay, xin được điểm qua một số nội dung phản ánh mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin của bạn đọc Phù Kiên gửi qua fanpage Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh. Thời gian gần đây, anh liên tục bị các số điện thoại lạ gọi điện làm phiền. Anh đã chủ động chặn rất nhiều số điện thoại, nhưng sau đó lại có những số máy khác gọi đến. Tính đến thời điểm này, anh đã chặn hàng trăm số điện thoại, nhưng mỗi ngày vẫn nhận rất nhiều cuộc điện thoại lạ. Anh Kiên lo lắng liệu có cách nào để trị dứt điểm cuộc gọi rác không? Bên cạnh đó, chúng tôi có tiếp nhận đơn thư của bạn đọc Thi Thành Công phản ánh. Người mượn tiền anh hẹn anh đến nhà để trả tiền anh đã mượn giùm cách đây 8 tháng. Khi anh đến nhà thì bị một nhóm người đánh tới tấp, khiến anh bị gãy hai bàn tay và bị thương ở mặt. Anh mong sớm giải quyết để bảo vệ công bằng cho anh. Khi nhận thông tin phản ánh, chúng tôi đã nhanh chóng chuyển phóng viên tìm hiểu hoặc chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và trả lời sớm nhất cho quý bạn đọc. Quý vị thân mến, chương trình nóng hôm nay, ngày 31 tháng 7 của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh xin phép được khép lại tại đây. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên plo.vn, đồng thời được phát lại trên các kênh Facebook, YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại!